Xin chào quý khán giả và bà con ngư dân. Trong đêm nay và ngày mai, khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, gió có hướng đông đông bắc ở mức cấp 4 đến cấp 5, tình trạng biển ổn định dần. Từ ngày 20 tháng 11, khi không khí lạnh tiếp tục suy yếu thêm, cường độ gió giảm xuống cấp 3 đến cấp 4, sóng thấp và biển êm. Còn với khu vực Nam Biển Đông, trong đó có vùng biển huyện đảo Trường Sa, trong đêm nay và ngày mai, gió đông bắc cũng giảm xuống cấp 4, sóng biển dưới 2 mét. Mưa giảm dần và tập trung chủ yếu vào chiều tối, tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa và nguy cơ về lốc xoáy, gió giật mạnh còn tiềm ẩn, nên bà con ngư dân cần lưu ý khi tổ chức các hoạt động khai thác hải sản ở các vùng biển này. Đến với thời tiết trên các tuyến hải trình ra vào đảo. Thưa quý vị và bà con ngư dân, trong đêm nay và ngày mai, trên tuyến hải trình từ Hải Phòng ra huyện đảo Bạch Long Vĩ, gió chuyển dần sang hướng đông, sau là đông nam và cường độ giảm đi xuống mức cấp 3 đến cấp 4, biển êm. Thời tiết thuận lợi cho việc khai thác hải sản của bà con ngư dân trên khu vực biển này. Tuyến hải trình từ cảng Sa Kỳ ra đến huyện đảo Lý Sơn, gió vẫn giữ hướng đông bắc và cường độ giảm dần xuống mức cấp 4 đến cấp 5. Mưa rào và dông vẫn xảy ra nhưng có xu hướng giảm dần về cường độ. Bà con ngư dân vẫn cần lưu ý tầm nhìn giảm thấp và nguy cơ về lốc xoáy, gió giật trong cơn dông. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu trở vào đến Cà Mau trong đêm nay và ngày mai, gió thịnh hành theo hướng đông bắc với cường độ khá yếu, chỉ ở mức cấp 4, sóng biển thấp. Mưa rào và dông còn xuất hiện nhưng giảm về cường độ và lui về cuối ngày, sau đó tiếp tục giảm thêm trong khoảng 2 đến 3 ngày tiếp theo. Với tuyến hải trình từ Rạch Giá ra đến đảo Phú Quốc, trong đêm nay và ngày mai vẫn duy trì trạng thái gió thổi yếu và sóng biển thấp. Tuy nhiên, tình trạng nhiều mây và có mưa dông vẫn xảy ra khiến cho tầm nhìn xa giảm xuống chỉ còn từ 4 đến 10 km trong mưa và nguy cơ về lốc xoáy, gió giật mạnh còn có khả năng xảy ra. Bà con cần chú ý đề phòng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết biển chiều nay của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!